Xin chào mọi người. Ở những cái phần trước đó mọi người, thì mình cùng mọi người đã làm được cái lưỡi dao quay năm chảo năm tấc, rồi làm được cái cần đa năng để mình quay cái được cái chảo này. Thì hôm nay mình kết hợp luôn mọi người nhé, kết hợp luôn cái lưỡi dao năm tấc, mình làm cái mẫu mới đó mọi người, mình giới thiệu mọi người. Thì mình kết hợp mình gắn luôn cần quay, mọi người có gắn ubi này mọi người ạ. Đó mình làm mình quay luôn cái chảo để mọi người có thể tham khảo. Thì sau này thì mình có dự tính là bán cái loại lưỡi lưỡi dao chảo mà năm tấc liền chân này mọi người đây đó, nên là cái quá trình mà mình quay để thực tế mọi người có thể tham khảo trước. Nếu anh em nào mà cần thì cứ liên hệ với mình thì mình sẽ cung cấp cái mẫu cho anh em. Thì đây đối với quay cái chảo này thì nó cũng vẫn giống như chảo bình thường mọi người ạ. Cái lồng những khác, cái lồng cát nó hơi sâu hơn, lồng cát hơi sâu. Với lại cái đế này mọi người này, đây cái phần này, đế liền này, đó, nó cao, nên nó hơi khó quay hơn. Thì mình kia tiến hành quay luôn mọi người nhé. Đối với cát trộn tuần bữa thì một cái hồ cốc thì cũng như thông thường thôi. Mọi người cứ trộn là hai cát một xi. Còn nếu mà những anh em mới chưa biết thì cứ hai thùng B, cái thùng B đó mọi người, B 20 lít á, là hai thùng rưỡi cát, một nửa bao xi măng. Tỷ lệ thì cũng vẫn như thường thôi. Mình tiến hành quay luôn mọi người nhé. Thì mình cũng đã chuẩn bị xi măng được xong, mình đã hòa sẵn để mình cứ quanh cái phần miệng đây mọi người, mình cứ quanh cái phần miệng đây trước. Vì lúc cái miệng chảo thì mai mốt mọi người tưới trước một lớp để cho mục đích là dễ làm phần miệng đó mọi người. Đó, cái phần nó dễ nhẵn nên dễ làm phần miệng, mọi người cứ quanh cái phần miệng trước thôi. À, rồi đến lúc này thì mọi người thấy là cái phần thân dưới của cái chảo nó đã tạm ổn rồi mọi người ạ. Để tí nữa là mình làm xong cái phần đế ở trên đó là mình tiếp tục mình sẽ quay lại phần dưới để kiểm tra những cái phần nào mà thiếu sót, sau đó mới đi hụt hồ dầu mọi người nhé. Còn bây giờ thì mình tập trung làm cái phần chân đế đó mọi người. Đó, cái chân đó chỗ này đến nó làm cái tầm khoảng 3 phân hơn mọi người, 3 cm đó. Đây là nó rất cao, nên yêu cầu lúc làm thì mọi người phải kết hợp với lại xi măng khô mọi người ạ. Chứ làm một lần thì độ cao nó cao với lại phần cát dưới nó ẩm sẵn á, nên là mọi người rất khó quay được cho nó đủ hồ cốt ở trên cái phần thân của cái đế mọi người. Đó, hiện tại mình đang làm với cái phần đế đây. Đó, mọi người cứ kết hợp với xi măng khô thì mọi người mới làm mới nhanh được.
Rồi, đây là cái bước cuối cùng, cũng là cái nước khô dầu sau cùng đó mọi người. Mọi người kiểm tra và hoàn thiện cái thân của cái chậu này. Và đặc thù của cái chậu này là cái chậu 5 tấc mọi người ạ. Nên quá trình mọi người quay ấy, là cái phần của cái phần đế ấy, là cái phần hồ cốt nó rất chi là lâu khô mọi người ạ. Nên là mọi người kết hợp với xi măng để mình có thể nhanh quay được. Nhưng mà đối với cái việc kết hợp xi măng á, đối với những anh em mới á, chưa quen á, là lúc mà mình quay là mình quay từ từ mọi người nhé. Nếu mọi người quay nhanh ấy, thì nó dễ cái phần xi măng khô á, nó dễ kéo cái phần xi măng ướt đi. Có nghĩa là cái chỗ đó nó khô á, là nó sẽ mắc cái chỗ đó, nghĩa là cái lưỡi dao đi qua á, là sẽ bị kéo đi. Nên mọi người làm cẩn thận từ từ để cho nó chỗ đó nó mượt hơn. Thì đây mình cũng đã sắp hoàn thành được cái chậu mọi người ạ. Mình tưới lại một nước loãng sau cùng. Sau đó mình làm bóng chậu mọi người nhé. Đến đây thì mình và mọi người đã gần hoàn thiện cái chậu tròn 5 tấc liền chân mọi người ạ. Thì trong quá trình quay thì giả sử như mọi người theo dõi video có những cái vấn đề nào mà thắc mắc á, mọi người cứ để cho phần bình luận mọi người nhé. Rồi nếu mọi người thấy hay cho mình một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha mọi người. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở các video sau.